Bye bye. Kết thúc. Thank you. Cảm ơn các chị nha. Rồi em chào chị. Đấy chưa? Bánh ngon, bánh khoai ngon. Cái gì cơ? Khoai của anh hả? Ờ, nào. Oh, fruits. My rice. Right. Oh, no, smoking. No smoking? Mm. Well, but I started like 3 weeks ago. 3 years. I started 3 weeks ago. Okay, is it good? Delicious or not? Sweet. Is it good? You can try one. Lychee. Em có thể thử một quả. You can try. Có ai đi đâu chị bà đang đâu? Thử em thử một quả nhá. Would you like some? Okay, you can try. You can try. Okay. Take now. I eat it. Yeah, take. Ha. Yes. Hey, buddy. Yeah. Take. Okay. Bắt tay. Bắt tay. Bắt tay. Bắt tay. Yeah. You can try. But there is a big seed in there. Good. Not eat seed. Em thử một quả nhá. Good. I will buy. Bao tiền đó nhanh? Chôm bao tiền cô? Chôm bao tiền? Okay. Đợi anh em. Is this the same? Are these 60.000 một con vậy? Not the same. Cái này bao tiền? Trả thái bao nhiêu vậy? 80.000 một con. Và chị 45. You can try. Hả? Okay, so 45.000 quả đấy à? 45.000 một cân. Một cân. I will buy two of these. 45. Per kilo. 1 kilo. Okay. No. Yeah. Yeah, no. No, good. It's good. It good. No. Oh, this is not good. I see. Nee. This one? Oh. Good? Mm. You can try. No, I want to take home. No. Good, no? Yeah, I think it's okay. It's good. Okay, then I will take. I want. Quả này hơi ấy này. Sao đâu? Nó mới ngọt. Nếu xoài cá chu này quả nào cũng như quả nào vậy? Cái này á? Nhưng mà em thấy nó cứ bị ấy này. Nó để lâu quá ấy. Không phải là lâu mà là cái này là xoài giống xoài cá chu nó hay bị đen kiểu này gì ạ? Không, nhưng mà bị mềm em sợ mềm. Mềm thì nó mới chín thì ăn được chứ. Okay. Okay. 61 per okay. No, wait. Yeah. You can try this. Yeah. Oh, okay. Chọn từng quả một đấy. Try. Wait. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Oh, it has to be soft. Soft. Not soft. No soft. Okay. So we like must try. Try. Yes. Good. Okay. Yeah. Okay. Good. Yeah. Good. Cân lên cho em. 6 lạng rưỡi. Đâu em nhỉ?
6 lạng chứ làm gì đến 6 lạng rưỡi nhỉ? 28 nghìn. Mấy lạng? 3 lạng. 3 18 nữa. 18 6 nghìn. 6 6, 4, 2, 4 là 28 nghìn à? Rưỡi. 6 lạng là 26 nghìn. Nửa lạng nữa 2 nghìn là 18 nghìn. 6, 4, 24 nghìn à? 45 nghìn một cân mà. 28 cộng với bao nhiêu nhỉ? Cộng 18 là 46 nghìn. 40 cảm ơn. Chào anh nha.